Hello mọi người, Lai Lai Dinh đây. Hôm nay Dinh sẽ giới thiệu cho mọi người một quán cà phê check-in vô cùng sống ảo. Nó nằm ở giữa đèo Hải Vân nha mọi người. Đây, chúng ta có thể ngồi uống cà phê, thưởng thức những ly cà phê ngon. Và chúng ta sẽ có những bức hình sống ảo. Đèo Hải Vân là tuyến đường nối liền giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế với chiều cao là 496m so với mực nước biển và chiều dài 21km. Đèo Hải Vân còn có tên gọi khác là đèo Hải Vân hay là đèo Mây. Sự kết hợp hài hòa giữa núi, rừng và biển đã tạo nên thiên nhiên một cảnh rất là đẹp. Đó là những lý do tại sao mà đèo Hải Vân được đặt biệt danh là đệ nhất khủng quan. Bởi vì luôn thách thức những tay phục thủ chuyên nghiệp. Vì nơi đây có những khúc cua ngoằn ngoèo rất là khó đi. Đây được mệnh danh là cây thông cô đơn, nơi check-in sống ảo của các bạn trẻ đây. Được chưa? Từ trên đỉnh núi nhìn xuống thì mọi người có thể chiêm ngưỡng được trọn vẹn vẻ đẹp của núi Bạch Mã như một bức tranh thiên nhiên rất là đẹp. Nơi đây được gọi là khúc cua tử thần. Và điểm nhấn giữa khung cảnh tuyệt đẹp của đèo Hải Vân chính là chuyến tàu Bắc Nam chạy dọc suốt con đèo. Và đây cũng là một địa điểm check-in cho các bạn trẻ khi đến nơi đây.
ta không thể bỏ qua đó là vịnh Lăng Cô xinh đẹp với cung đường rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cảnh đẹp thiên nhiên hòa mình cho thiên nhiên rất là tuyệt vời. Phải nói là một chuyến đi rất là trải nghiệm thú vị. Và sau đi kết thúc chuyến đi đèo Hải Vân thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với suối thác đổ sói dừa để tắm suối mọi người ơi. À, mình vào thiên nhiên tắm suối rất là tuyệt vời. Đây là chuyến đi cho gia đình bạn bè người thân tại cái suối này rất là tuyệt vời luôn. Suối trong mát rất là đẹp, những cái nắng gay gắt mà tắm suối thì còn gì bằng, phải không mọi người? Suối thác đổ hói dừa nằm ở thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Mùa hè nóng bức mà mọi người đi tắm suối thì còn được bằng suối trong mát, rất là dễ chịu. Mát rồi. Nhà nướng muối ớt. Cái này tính con hay gì? Một con là 380. 280. Cô chủ bán đồ ăn ở đây rất là ngon, quán tên là Sáng Thuyền nha mọi người. Khi mọi người có đến suối Hói Dừa thì nhớ ghé quán với cô chú. Đồ ăn nêm nếm rất là vừa ăn, thịt gà ướp rất là ngon, cá trình suối nướng nữa, rất là nhiều món luôn. Miếng nấu súp với đồ lòng của gà. Dạ. Bấm dây cặp bấm cô, dạ. Cô chú sống thì rất là vui vẻ. Sát thì ở trong có gạt đi, cái có gì giới thiệu cho. Dạ đúng rồi, cho địa chỉ. Tại nhiều khi tới đây á, tại chỗ này cô chú làm đồ ăn ngon, tôi mới ăn. Đây địa chỉ của cô chú là đây nè. Ai mà đi lại suối thác đổ Hói Dừa nha mọi người. Sáng thì chiều thì nó bơi chắc không? Thôi điều chỉnh nha mọi người. Sáng thì Hói Dừa ở Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cần cổ nha. Gần cổ thì ăn cổ, mình ăn gần cổ, cho nó nhiều mỡ.
Hello mọi người, là hiện tại là Vinh và tôi và những người bạn đang có mặt ở suối Hối Dừa. Đây rất là mát luôn mọi người, đây suối trong. Kiềm chế nhậu cái thằng dài cái thằng cho ba cái thằng quái luôn.